thực hiện công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường đối với các cơ sở sản xuất gạch nung theo quyết định số 3057 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về phê duyệt đề án phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, khi chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là thời hạn cuối cùng. Việc chuyển đổi công nghệ đã được hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chuyển đổi công nghệ mới đáp ứng quy định đề ra. Đây là dây chuyền lò nung Tuynel dạng đĩa được công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Vinh Phúc trên địa bàn xã Đông Kết, huyện Quế Châu, được đầu tư cách đây hơn 3 năm với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Lò tự động hóa trên 96%, máy móc đã thay thế sức người. Với băng tải, mô đun xếp gạch và tay robot, đặc biệt công nghệ hút đẩy áp suất cao với 120 van điều tiết cung cấp không khí cho lò ở đầu vào và lọc khí CO2 bằng nước vôi sục khí trước khi đẩy lên ống khói ra môi trường, giúp giảm trên 60% lượng khí carbon nick thải ra môi trường. Trong cái công nghệ mới dùng robot và cái quá trình ra là bằng xe lân, nên là nó giảm được khoảng 70% công nhân. Cái hai nữa là cái công nghệ mới này nó không gây ô nhiễm môi trường. Tương tự, các doanh nghiệp như công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Lương và công ty cổ phần Hoàng Gia, huyện Kim Động, công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Kính, huyện Khói Châu đã triển khai chuyển đổi công nghệ lò nung kiểu cũ sang lò Tuynel công nghệ mới nhằm đảm bảo các điều kiện giảm phát thải khí carbon nick và giảm nhân công. Để có được công nghệ Tuynel, các doanh nghiệp đều phải đầu tư từ 50 tỷ đồng đến 80 tỷ đồng để đảm bảo điều kiện hoạt động, nhu cầu thu hồi vốn rất cần sự quan tâm của các cấp chính quyền. Tôi thực hiện chuyển đổi từ năm 2021 để đảm bảo về cái môi trường. Chuyển đổi cái lò vòng sang lò Tuynel này, công nhân thì cũng đỡ vất vả hơn, làm dây chuyền thì nó nhàn hơn, đầu tư ra thì lại rất là lớn. Thế thì cũng rất mong muốn là làm được thu hồi cái vốn. Được biết, đến thời điểm này, 90% doanh nghiệp sản xuất gạch nung đã đảm bảo các điều kiện theo quyết định số 3057. Theo đó, còn một số doanh nghiệp chưa hoàn thành việc chuyển đổi công nghệ còn sử dụng công nghệ lò nung Hopman đã được các cơ quan quản lý nhà nước có văn bản nhắc nhở nhằm đảm bảo các điều kiện theo quy định của tỉnh và của chính phủ về giảm phát thải khí carbon ra không khí cũng như các điều kiện về bảo vệ tài nguyên đất.